Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay em Dân Trịnh xin đi và giới thiệu cho các bác một số những mẫu sản phẩm bên em này. Đấy, một số những sản phẩm về đồ kim khí, đấy, đồ dùng nhà bếp các bác nhé. Đấy, các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân xin một nút like và một nút đăng ký kênh các bác nhé. Các bác đặt hàng liên hệ với em Dân qua số hotline của bên em đó là 0982 834 004 thôi nhé. Hôm nay em Dân xin giới thiệu cho các bác một số những cái mẫu đồ nghề, đấy, túi đồ nghề và đồ nghề nhé. Đấy, đây đầu tiên em xin đi giới thiệu với các bác này. Đấy. Và hôm nay vẫn có chương trình khuyến mại của em, bên em là đơn trên 300k thì em Dân sẽ miễn phí ship cho các bác nhé. Đấy. Đơn trên 300k sẽ miễn phí ship và đơn trên 500k thì sẽ tặng quà cho các bác. Đây ở đây em có đang có hai loại ba lô các nhé, hai loại túi đồ này. Đấy, em thì em để cái giấy vào đây cho nó phòng cho nó đúng như túi đồ mình đựng thôi. Đấy thì chúng ta đựng được rất nhiều đồ nhé. Đựng được rất nhiều đồ ở đây này các bác này. Túi đồ này thương hiệu của thương hiệu Daikin này. Đây. Em xin lấy cái này để em mở cho các bác xem. Đấy, bên trong của nó là vải dù này, rất là chắc chắn và bền bỉ luôn cho chúng ta này. Đấy, rất là chắc chắn và bền bỉ. Đấy, trong này thì chúng ta đựng những cái máy móc đi làm công trình như kiểu là máy khoan, máy cắt này. Bên dưới này thì nó cũng có cái dây này, đấy, để chúng ta chống bị thủng túi này. Đấy, rất là cứng cáp mà rất là xịn sò luôn. Đấy, trong này chúng ta đựng máy móc cờ lê mỏ lết này. Đây ví dụ này. Hộp đồ nghề này. Hộp đồ nghề này, cờ lê mỏ lết này. Đấy, các thứ vào trong này. Đấy, đựng cờ lê mỏ lết trong này. Đấy. Túi đồ nghề rất là đựng rất là thoải mái luôn. Còn những bên hông này thì chúng ta đặt những cái thiết bị như kiểu là bút thông mạch của bên em này, đấy, bút thông mạch với lại dao dọc giấy, dao kéo các thứ mình đặt bên này này, đấy, kìm kéo này, kìm kìm thì chúng ta đặt trong cũng được, mà ví dụ là không ấy thì chúng ta đặt lấy được, đặt đây thì không vừa, đấy, không thì chúng ta đặt sang ngăn hông này, đấy, rất nhiều ngăn các nhé, đấy, rất nhiều ngăn để chúng ta để rất gọn gàng. Đấy. Đấy, những cái ngăn hông này chúng ta để những cái thiết bị như kiểu đồng hồ đo mạch các thứ. Đấy. Ở đây thì em đang có hai mẫu túi có nhé, hai cái mẫu túi, một cái mẫu túi to và một mẫu túi bé. Đấy, hai kích cỡ thì cái mẫu túi đại to thì là bên em đang bán với giá là 250.000 đồng, 250.000 đồng một mẫu túi to, còn mẫu túi bé này thì bên em đang bán với giá là 220.000 đồng. Đấy, túi đồ thương hiệu của Daikin, túi đồ thương hiệu của Daikin, hai mẫu đấy, của Daikin. Giá của nó thì bên em đang bán đấy, như đã em vào với thông báo 220 và 250. Đấy, túi đồ nghề. Đấy, túi này các bác đi chiến công trình thì cứ gọi là tuyệt vời mà trời luôn, hoặc chúng ta để ở nhà cũng được. Đấy, để ở nhà nhưng mà trong để trong túi đồ nghề này rất gọn, nên lúc là chúng ta cần, ví dụ chúng ta cần đi, chúng ta mở ra này. Đấy. Em để giấy chỗ này thôi. Đấy, để cho nó phồng mà. Đấy, để ở mở ra thì đây, đấy kìm kéo lên tu vít ra. Thế xong dùng xong chúng ta lại để gọn vào vị trí. Đấy mà nó để gọn gầm cầu thang chúng ta không mất nhiều diện tích đâu nhé. Đấy, không cần phải đi làm nghề mà chúng ta để ở trong gia đình mình cũng được. Một cái túi đồ rất là chắc chắn, cần là có, cần là có. Đấy, có thể xách bằng tay này và có thể đeo, có thể chúng ta có thể đeo đây, dây đây chúng ta có thể tùy chỉnh cho chúng ta đây. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu bộ cờ lê đa năng này. Bộ cờ lê đa năng này. Bộ này thì bên em có 7 chi tiết các bác nhé. Bộ này thì bên em có 7 chi tiết này. Đấy, trong này thì nó có là một con đây, trong này có kích thước đây là một con 8, một con 10, một con 12, một con 13. Đấy, một con 14, một con 17 và một con 19. Đấy, con này thì tự động thôi nhé. Tay này tay tự động này. Bên em đang bán với giá là 400.000 đồng một bộ này. 400.000 đồng một bộ này nhé. Đồ nghề. Đồ nghề 400.000 đồng một cái bộ cờ lê đa năng này. Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu Kabushi của Nhật, thương hiệu Kabushi Japan, rất là đẹp. Đấy, chúng ta để rất là gọn gàng, chúng ta để treo cái này lên gọn lên này. Đấy, nó để trong hộp này luôn này. Đấy, hoặc là để gọn trong góc nào đó. Đấy, thì chúng ta cũng không sợ gì cả. Một đầu này của nó là đầu tự động thôi nhé. Đây, để giảm chúng ta giảm thời gian lên, chúng ta thao tác ở trong nhà ra sửa chữa cho trong gia đình mình, nó trợ lực cho chúng ta cũng làm nhàn nhã hơn bao nhiêu. Đấy, bộ này là bộ cờ lê đa năng, bên em đang bán với giá là 400.000 đồng. Đấy, tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu các bác là một cái bộ mũi khoan tháp, mũi khoan tháp nhé, mũi khoan tháp thương hiệu của thương hiệu Kabushi. Đây, một bộ này có 3 cái, ở bên trong này là cái túi này, cái túi này. Con này thì bên em Dân đang bán với giá là 300.000 đồng. 300.000 đồng một bộ này nhé. 300.000 đồng một bộ.
mũi khoan tháp. Đấy. Rất là xịn sò luôn, đây em đã bóc ra đây cho chúng ta rồi. Em đã bóc ra cho chúng ta rồi nhé. Đấy, 3 mũi này. Chất lượng thì tuyệt vời nhé các bác nhé, bên em đảm bảo cho các bác luôn. Đấy. Túi đây. Ừ. 300.000 đồng. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một số những cái mẫu đá cắt sắt đấy, đồ kính hàn các thứ này. Đấy, cái mẫu này thì bên em đang bán với giá là cái mẫu này thì bên em Dân đang bán với giá là 250.000 đồng một hộp, 50 viên nhé. 250.000 đồng một hộp này. Một hộp này có 50 viên này. Một hộp này 50 viên, 250.000 đồng một hộp. Đấy. 250.000 hộp. Đấy, một hộp 50 viên. Đấy, một lốc này là của nó có 25 viên. Đấy, trong hộp có hai lốc. Đấy. Thương hiệu của nó thương hiệu Kabushi này, hàng của Nhật này. Đấy. À, mã vạch, chỗ mã vạch chúng ta quét từng trên từng viên một nhé. Đấy, thoải mái luôn chúng ta là các bác. Đấy, đá này rất là bền bỉ nhé. Đấy, con này thì cắt các thứ rất là tuyệt vời luôn. Đấy, một bộ này thì bên em Dân đang bán với giá là 250.000, một lốc này thì 125.000 nhé. 125.000 một lốc. Một lốc đa cắt này. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu kính hàn này. Kính hàn này. Đấy. Kính hàn này thì bên em Dân đang bán với giá là 250.000, 200.000 đồng một hộp này nhé. 200.000 đồng một hộp này. 200.000 đồng một hộp. Đấy, chúng ta dùng xong thì chúng ta để gọn vào đây. Chúng ta cất đi. Đấy, một hộp này rất là đẹp này. Thương hiệu của Kabushi Javan nhé. Thương hiệu của Kabushi Javan các bác nhé. Này, hộp mới của chúng ta đây. Khi chúng ta nhận hàng thì nó vẫn là còn hộp mới các bác nhé. Đấy. Chúng ta cất đi. Đấy. Hộp mới luôn. Kính hàn. Đấy, nó bảo vệ mắt cho chúng ta nhé. Khi chúng ta làm việc nhé, chúng ta ở nhà ít hàn nhé, thì nó hạn chế, rất hạn chế nhiều những cái mà trạng hiện tượng như là đau mắt, hàn các thứ đấy. Kính hàn. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu bánh xe này. Bánh xe này. Bánh xe. Bánh xe này thì nó có khóa có nhé. Nó có khóa, khóa bánh này. Khóa bánh để chúng ta có thể dễ dàng mà ví dụ chúng ta đã máy cái bàn của chúng ta đã vào vị trí và chúng ta sẽ đóng lại. Đóng lại, khóa lại. Đấy, chúng ta dẫm chân khóa lại là nó sẽ cứng luôn ở đấy nhé. Đấy, và chúng ta cần thì chúng ta lại mở ra. Đấy, và đi. Đấy. Rất xịn sò luôn, hàng này hàng Nhật nhé. Đấy. Hàng của Nhật. Đấy. Đây. Một mẫu bánh xe có nhé. Mẫu bánh xe này thì bên em Dân đang bán với giá là 20.000 đồng một cái. 20.000 đồng một cái nhé. Đấy, có khóa bánh xe này. Cái nào cũng thế nhé có nhé. Cái nào cũng thế này, có khóa bánh này. 20.000 đồng một cái. Khóa bánh. Bánh xe có khóa. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu ổ điện đúc này. Ổ điện đúc thôi nhé. Đấy. Ổ điện đúc, ổ điện chống va đập. Ổ điện đúc, ổ điện chống va đập. Đấy. Cái này thì thoải mái luôn cho chúng ta luôn này. Ổ 3, ổ 5 này. Bên em đang có hai loại này. Ổ 3 và ổ 5. Đấy. Ổ 3 và ổ 5 thì bên em Dân đang bán với giá là 50.000 đồng một cái nhé. 50.000 đồng một cái ổ này, ổ đúc này, đúc cao su này. Đấy, con ổ 3 thì có đèn báo, còn ổ 5 thì không nhé các bác nhé. Ổ 3 thì có đèn báo, còn ổ 5 thì không. Đấy, dùng thì rất là bền bỉ. Chúng ta đấu điện thì con này chúng ta xoáy cái ốc này ra này. Đấy, và chúng ta đấu vào trong này các bác này. Đấu vào trong đấy. Đấy. Còn con này thì chúng ta đút vào dây vào đây và chúng ta mở cái này ra này. Chúng ta đấu chặt vào đây và chúng ta vặn lại. Rồi chúng ta tháo cái xìa cái vòng tròn này ra. Đấy, tháo vòng tròn này ra, chúng ta cho vào. Siết vào đây. Đấy, chúng ta gồng vào đây là cái là nó chặt chắc chắn luôn. Chắc chắn luôn cho chúng ta luôn. Đấy. Hàng rất là đảm bảo chúng ta luôn có nhé. Ổ đúc chống va đập. Thực ra cái này thì nó chúng ta đã siết xoáy chặt ở kia thì nó không bao giờ nó ra được. Nhưng mà cái này thì vòng này thì chúng ta cứ cẩn thận thì chúng ta cứ cho vào. Chúng ta cẩn thận thì chúng ta cứ cho vào. 50.000 đồng một cái. Đấy, còn phích cắm đây.
phích cắm đây thì em đang có hai loại, một loại chân tròn và một loại chân dẹp nhé, một loại chân tròn và loại chân dẹp đấy. Thì chân tròn có đèn báo này thì bên em dân đang bán với giá là 25.000 một cái, 25.000 một cái chân tròn có đèn báo đấy. Còn loại chân dẹp đây, còn loại chân dẹp này, chân dẹp này thì bên em dân đang bán với giá là cái mẫu chân dẹp này thì bên em dân đang bán với giá là 20.000 đồng, 20.000 đồng một cái này, 20.000 đồng cái dao, à cái chân này, đấy, chân dẹp. Đây là phích cắm coi nhé, mẫu này là mẫu phích cắm. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em dân xin giới thiệu với các bác là một số mẫu băng dính điện này. Băng dính điện coi nhé. Đấy, mẫu băng dính điện này thì bên em đang bán với giá là 80.000 đồng 1kg nhé. Cái loại này thì bán theo cân. Cái loại này thì bán theo cân nhé coi nhé. 80.000 đồng 1 cân. Đấy, nó cũng rất là đa dạng màu sắc. Xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, đen, trắng đều đầy đủ cả. Đấy, trắng đục các thứ. Ừ. Thì cái này thì một cuộn 1 cân này thì đây. Một cân này thì em xem là để thử xem là tầm bao nhiêu cân. Đấy, một cân này thì nó tầm bao nhiêu cuộn chứ nhầm, tầm bao nhiêu cân. Đây. Đấy, để thử xem, đếm thử xem là một cân này có tầm bao nhiêu cuộn nhé. 2 này. 4 này. 6 này. 8 này. 10 này. 12 này. Đấy. 14 này. Nó rơi vào tầm 14 cuộn có nhé, tùy từng loại cuộn to cuộn bé, nếu mà nguyên cuộn to này thì nó sẽ được ít hơn, còn những cuộn này thì nó sẽ được nhiều hơn. Đấy. Nó tầm mười mấy cuộn đấy. Đấy, 80.000 đồng. 80.000 đồng. Tầm 13 14 cuộn, nó tùy từng loại. Loại to loại dày thì nó loại to loại dày như này thì nó sẽ ít hơn. Đấy. Còn loại mỏng loại bé, loại bé hơn này như này, cái loại cuộn nó bé hơn này thì nó sẽ được nhiều hơn thôi nhé. Đấy, 80.000 đồng 1 kg này luôn. 80.000 đồng 1kg băng dính điện. Đấy, băng dính điện. Hàng này hàng của Nhật nhé. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em dân xin giới thiệu với các bác là một số mẫu cưa cành gỗ này, cưa cành cây này. Đấy, cưa này. Cưa và cục đổi nguồn này. Đấy. Cưa này thương hiệu của thương hiệu Ba Ke này. Cưa thương hiệu Ba Ke. Đấy, hàng này hàng của Nhật này. Đấy, da van tun này. Đấy. Con này thì bên em dân đang bán với giá là 130.000 đồng. 130.000 đồng một mẫu cưa cành này nhé. 130.000 đồng một mẫu cưa cành cây này. 130.000 đồng. Ừ. 130.000 đồng một mẫu cưa cành cây này. Rất là xịn sò luôn các bác nhé. Cưa này rất là xịn sò, cưa cũng rất là ok. Đấy, chúng ta có thể thay lưỡi mở ra đây này. Và chúng ta thay lưỡi đi. Đấy. Xong thì chúng ta lại lắp vào này. Cái góc này thì nó rất là dễ mua lưỡi nhé. Đấy. 130.000 đồng một cái. 130.000 đồng một cái. Ừ. Tiếp tục chương trình thì em dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu cục đổi nguồn này. Cục biến áp tự ngẫu này. Đấy. Thương hiệu của nó là Vitenda. Đấy. Con này thì điện vào cắm vào điện 220V và điện nguồn ra là điện 110. Đấy. Một cái cục này thì bên em dân đang bán với giá là 230.000 đồng. Đấy, cục này thì bảo hành 12 tháng và đổi mới trong vòng 3 tháng. Đấy, hàng này hàng của Việt Nam. Đấy, hàng này thì hàng tiêu chuẩn Việt. Đấy, nói chung là bảo vệ quá nhiệt quá tải. Ừ. Con này 100 VA 230.000 đồng. 230.000 đồng. Con này có trọng lượng là 600 g. 600 g này, hơn 600 g. Tiếp tục chương trình thì em dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu bình xịt nhớt nhé. Một cái mẫu bình xịt nhớt này. Đấy, bình xịt nhớt này. Mẫu bình xịt nhớt này thì bên em dân đang bán với giá là 45.000 đồng một cái nhé. 45.000 đồng một cái bình xịt nhớt này. 45.000. Đấy, chúng ta mở cái này ra, chúng ta đổ nhớt vào đây để chúng ta có thể sử dụng. Đấy, xong châm vào đây. Đấy, xong là chúng ta lấy vào đây để chúng ta bôi trơn những cái bánh xe máy xe đạp. Đấy, chúng ta cái này chúng ta điều chỉnh cong này. Đấy, thẳng này. 45.000 đồng một cái nhé các bác nhé. 45.000 đồng một cái bình xịt nhớt này. Đấy, rất là xịn sò luôn. Đấy,
Vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu tới quý cô bác anh chị một số những cái mẫu dòng sản phẩm bên em nhé các bác nhé. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Đấy, cảm ơn các bác đã xem video của em. Em xin phép được tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Cảm ơn các bác.